Ba ơi, xin ba hãy thương tụi con. Ba xin lỗi ông chủ đi ba. Không, ba không phải là thằng hèn. Ba nói cho con rõ, nếu ba biết trước con dẫn ba tới đây thì ba không đến đâu. Nhưng ba đã đến lỡ rồi thì ba phải nói hết cái điều mà ba cần nói. Ông Năm à, tôi xin ông, những điều ông muốn nói thì người lớn chúng ta đã biết hết rồi. Còn bọn trẻ, nó không cần biết đâu. Ông nói làm gì? Thưa bà chủ, với bà thì tôi xin lỗi. Nhưng hôm nay trước cái hoàn cảnh này thì tôi phải nói cho hết, nói cho rõ. Bởi có điều ông bà chưa biết đâu, mà bọn trẻ thì lại cần phải biết. Không cần, không ai cần nghe mày nói đâu. Mày đến đây cầu hôn cho con trai mày, thấy không? Điều đó bất thành. Mày đi đi, mày đi ra khỏi nhà tao đi. Ba. Thưa ông chủ, tôi nhớ là tôi chưa mở lời cầu hôn mà, phải không ông chủ? Và tôi xin nói cho ông chủ biết, dầu cho ông chủ có cầu hôn con trai tôi cho con gái của ông chủ thì tôi cũng không chấp nhận. Mày nói cái gì? Đồ điên. Ba, tôi không chấp nhận là vì nhân đạo đó ông chủ à. Ông chủ, bà chủ, Lệ Thanh, Nguyễn Long, các người hãy nghe cho kỹ đây. Ông chủ, Nguyễn Long không phải là con của tôi đâu. Ba, nó là con ruột của ông chủ đó. Hả? Trời ơi, trời ơi, anh Long, anh là hả? Trời ơi, ôi, nghiệp chướng gì đây? Trời ơi. Không, tao không tin. Mày nói láo, tao không tin. Đó là sự thật, rồi ông sẽ rõ. Ba, ba, có thật như lời Năm Bính hay không? Tại sao? Tại sao vậy ba? Con không tin, con không tin đâu. Bồi, một chai whisky. Anh Nguyễn Long, anh uống ở đâu mà xỉn rồi? Đừng uống nữa. Nè, tôi kêu nước chanh cho anh uống nghe. À, Phan Thế, đem rượu cho tôi. Tôi muốn uống nữa. Anh đừng cản tôi, tôi không cần tỉnh nữa đâu. Mà tôi chỉ cần say, tôi phải uống cho say, cho đất trời quay cuồng đảo lộn. Cho đêm như ngày, tôi mù tôi mịt. Nè, anh đừng có nói vậy. Chuyện gì xảy ra khiến anh nào? Tại ông trời, ông quá nghiệt cay, ông sắp bài để trêu cợt. Đêm trai ngang trùm phú cuộc đời. Nói cái gì vậy? Cái gì mà trái ngang ngang trái? Nè, làm ơn nói rõ dùm coi cha nội. Tôi đang trách đất gọi trời để hỏi, tại sao lại ghét ghen tôi mà bày chuyện cớ cầu. Những bất hạnh của tuổi thơ nhiều
sao mà ông còn trêu cợt? Dạch đám mây mù đem nghịch cảnh cuốn đời tôi. Để bây giờ tôi cúi mặt đớn đau, tình yêu ngỡ chấp cánh nào ngờ gái gánh. Đường tình chân đã bước qua, giờ ta mới thấy hồn ta xa rời. Hồn ta lạc giữa biển khơi, chơi chơi chìm đắm cảnh đời trầm. Tưởng là hai người đang đứng trên bờ hạnh phúc, nên tôi cố ép lòng để quên mối tình si. Nào ngờ anh và Lệ Thanh đang gặp chuyện rối ren. Nếu như vậy chắc Lệ Thanh buồn khổ lắm. Vậy mới nói ông trời cái nghiệp, gieo thảm gieo sầu cho người ở trần gian. Trái ngang của người giờ bắt tôi mang, để đọa đài tuổi xuống tận cùng địa ngục. Địa ngục trần gian bao giờ trả? Anh nói đi, giờ tôi phải làm gì? Hay là để tôi bắt thang lên hỏi ông trời, sao ông ác độc vẽ vời đời tôi? Đành thôi em ơi, đành thôi, chôn đi cây nè nè nè. Trời ơi, nói cái gì mà tràn gian đại hải luôn vậy? Cái chuyện gì nói rõ nghe coi. Nè, anh cứ coi tôi như là cái sọt rác nằm ở góc phòng kia kìa. Cứ tự nhiên mà trút hết những gì mà anh cần trút bỏ. Nói đi. Không có được. Không trút được mà. Anh với Lệ Thanh đã xảy ra chuyện gì hả? Hết rồi, chấm dứt rồi. Hả? Anh nói cái gì? Chấm dứt là sao? Chấm dứt nghĩa là không còn yêu, không còn thương, không còn tình, không còn cái gì nữa. Tại sao? Tại sao anh dám đối xử với Lệ Thanh như vậy? Anh có nhớ là tôi đã cảnh cáo anh không? Anh làm cho Lệ Thanh buồn, Lệ Thanh khổ, thì tôi sẽ đập bể mặt anh. Ai? Ai đã gây ra sóng gió giữa anh và Lệ Thanh? Phải là anh không? Phải không? Ông trời, Bề trên đã gây ra đó. Nè nè nè, anh giỡn mặt với tôi hả? Anh phản bội Lệ Thanh phải không? Anh muốn chết phải không? Hả? Định đi, giết đi. Tôi muốn chết lắm rồi. Anh hãy đánh tôi đi, hãy giết tôi đi. Trời ơi, cho tôi chết đi, cho tôi chết. Được rồi. Anh muốn chết lắm hả? Được, tôi sẽ đi lấy thuốc độc cho anh. Khoan, chậm lại. Tôi chưa chết được, tôi còn phải trả nợ cho một người nữa. Nợ gì? Nợ tiền, nợ vàng chứ nợ gì? Mà tôi chưa có. Anh có không, cho tôi mượn đi. Hả? Anh tỉnh chưa? Hay là anh còn sai hả? Tôi tỉnh rồi, tôi nói thiệt đó. Tôi cần trả nợ. Bao nhiêu? Có nhiều lắm không? Cũng hơi nhiều. Khoảng 7-8 cây. Cái gì? 7-8 cây? À. Trời ơi, sao nhiều quá vậy? Tôi không có đâu. Nhưng nè, anh có nghĩ tới cái chuyện buôn bán kiếm lời không? Buôn bán hả? Tôi đâu có biết gì về buôn bán. Mà tôi có cái gì để buôn bán chứ? Có chứ. Để tôi bày cho anh nha. Nè, có phải anh cũng có giai vế trong chỗ làm, có thể giao mỹ phẩm cho tôi? Qua tay tôi anh sẽ có lời, buôn bán là nghề của tôi. Anh chỉ cần xin với công ty đưa hàng ra bán ở chợ trời á. Tôi hứa chắc với anh sẽ đủ tiền trả nợ. Nghe cũng có lý phần nào. Tôi sẽ tính lại đề nghị của anh. Quá tình thiên hạ nói chẳng sai, muốn được sang giàu thì nhờ bạn. Tôi giúp
giúp anh là vì Lễ Thanh, vì giữa chúng ta còn nhiều qua lại. Chuyện này chẳng dính đến Lễ Thanh, xin cảm ơn lòng tốt của anh. Nè, đừng có cảm ơn vội, anh hãy tính cho kỹ đi, rồi mang hàng đến giao cho tôi. Mình làm ăn với nhau mà, đôi bên đều có lợi. Được, tôi sẽ mang hàng đến cho anh. Cảm ơn anh. Bây giờ tôi phải về đây. Có cần tôi đưa anh về không? Không cần đâu, tôi đi một mình. Một mình tôi đi được mà. Anh Phan Thế. Hả? Cô Hai. Trời ơi, sao cô bơ phờ quá vậy? Anh Thế ơi, tôi khổ quá. Cô Hai, ngồi đây đi cô Hai, ngồi đi. Hồi nãy á, anh Nguyễn Long ở đây nè, nhưng mà ảnh vừa mới đi rồi. Ảnh uống rượu say thì say luôn á. Cô Hai à, có chuyện gì xảy ra vậy cô Hai? Anh sai cũng phải, tôi cũng muốn chết đi nè. Mà chuyện gì với cô Hai? Nguyễn Long làm cho cô buồn phải không? Cô nói thiệt với tôi đi, tôi xử đẹp cho cô coi. Không, nhưng tôi khổ lắm. Tôi khổ lắm anh Thế ơi. Nhưng mà cái chuyện gì? Nói cho tôi biết đi, cái chuyện gì xảy ra? Má nuôi của tôi đó không phải là người ngoài đâu. Cô Hai có thể trút nỗi lòng ở đây mà không ngại gì hết. Nói đi cô Hai. Cô Lệ Thanh à, Phan Thế thường nhắc cô, hay nói về cô cho tôi nghe. Cô hãy trút bớt phiền muộn với chúng tôi đi, cô sẽ vơi được nỗi buồn mà. Cảm ơn bác. Cảm ơn anh Thế. Chuyện buồn của tôi thật là khó nói. Tôi thật không ngờ, không ngờ thân thế của chúng tôi lại có quá nhiều quẩn khúc. Của chúng tôi? Là ai? Của cô Hai và Nguyễn Long à? Phải, của anh Long và của tôi. Trời, trời, sao nghe lớn chuyện quá vậy cô Hai? Phải, giữa chúng tôi vừa xảy ra biến cố, rồi mới chiều hôm qua đây, má tôi nói cho tôi biết một chuyện. Một chuyện mà tôi có nằm mơ cũng không thể nào ngờ được. Một chuyện quá đỗi bất ngờ. Lệ Thanh, con hãy bình tĩnh mà nghe má nói. Ngoài biến cố vừa xảy ra làm cho con đau khổ, còn có một sự thật nữa mà con cần phải biết. Còn sự thật nào nữa sao má? Còn, đó là sự thật về thân thế của con. Trời ơi, thân thế của con, thân thế của con mà cũng có chuyện bí ẩn nữa sao má? Má ơi, con sợ lắm, con mệt mỏi lắm rồi. Má ơi. Thanh ơi, bình tĩnh đi con. Con ơi, đã bao lần con hỏi má, tại sao, tại sao má lại chấp nhận để cho Bạch Cúc vào nhà này mà bằng lòng an phận chịu đựng cay cảnh sống chung chồng do bởi má vô phần mang phải cái bền
sự thật mà thôi. Vì có một điều má còn giấu con, có lẽ con đã hiểu rằng má chỉ bị bệnh sau khi sanh con. Nhưng sự thật còn đau buồn hơn, má đã vô sinh trước khi lấy chồng. Một sự thật quá đau buồn mà má định suốt đời giấu con. Trời ơi, về sớm nơi má lại tiết lộ. Không, không đâu, má chỉ nói đùa, con không tin chuyện này. Má là má ruột của con. Con ơi, má ơi, xin má đừng gạt con mà tội cho con trẻ. Từ lúc năm nuôi, từ khi còn tấm bé, con chỉ bén tiếng quen hơi với một người mẹ thiên thần. Oh.
hoàn cảnh buộc má nói ra, như lòng má đau nở vì ba con ở bên ngoài còn biết bao đứa con rơi, với lại nhà mình từ đây sẽ còn nhiều rối rắm. Mong con chuẩn bị tinh thần vượt mọi khó khăn. Rắc rối gì nữa hả má? Bạch Cúc có thể sẽ ra đi. Sao má biết? Từ từ con sẽ rõ. Còn chuyện Nguyễn Long đang là nghi vấn, vì ba con... Ba không tin. Như vậy con cũng chắc gì là con của má. Con à, chắc hay không má không hiểu. Vì khi đem con về nuôi, ba con nói là đã có gian díu với một người đàn bà. Họ mang thai, ba con không dám nhìn. Rồi sanh con ra, họ đem bỏ vào cô nhi viện. Ba con biết được, mới đến xin và đem con về nhà cho má nuôi đó. Trời ơi, đâu là thật, đâu là hư hả má? Con à, hư hay thật gì thì má vẫn coi con như là con ruột của má. Má. Thật không ngờ hoàn cảnh của cô hai lại biến đổi như vậy. Thằng Long đâu rồi? Đang uống với ba sao bỏ đi vậy? Người ta nói mày vô đây nè, mày trốn tao hả Long? Ba của anh Long đó. Ủa, vậy sao? Chà, coi bộ cũng tới bến rồi đó. Thế nào bác cũng hỏi em về anh Long. Nếu cô sợ ông thần men này làm phiền thì cô vào trong lánh mặt đi cô hai. Ờ, phải đó cô hai. Dạ, cảm ơn bác. Nè bà chị, bà chị có thấy thằng con tôi không? Thấy thì kêu nó ra đây cho tôi. Nói cho bà chị biết nghe, tôi nuôi thằng con này cực khổ lắm, trần thân lắm chứ không phải chơi à. Bà chị giấu nó phải không? Trả thằng con lại cho tôi. Trả đây. Ai mà giấu con ông làm gì? Nó bá láp không à? Hổng hả? Hổng phải không? Sao bà dám nói tôi bá láp? Tại sao bà hổng? Ủa, ai mà trông quen quá vậy cả? Gì á? Cho nhìn kỹ coi. Nhớ rồi, trời ơi, Mai. Phải Mai không? Mai vàng nắm cánh của tôi ngày nào, Mai vàng nắm cánh ngày nào của tôi. Cái thằng cha này lẳng nhách à. Thôi đi dùm đi cha nội. Sao lẳng nhách? Sao lại đuổi tôi? Bà thiệt không nhớ tôi sao? Mai, Mai vàng nắm cánh, Quỳnh Thị Mai. Ai ăn chè đậu xanh đường cát không? Bữa nào cũng ăn đây à, cũng ăn giùm em một chén cho nó mát dạ. Nhớ không? Ông là ai vậy? Năm Bính nè. Hả? Tài xế cũ của ông chủ Trần Phong. Nhớ chưa? Tôi nhớ rồi. Anh Năm, Năm Bính. Trông anh già đi nhiều quá à. Dấu chân chim nó dẫm nát nhung nhang tôi. Mai ơi, bao nhiêu năm rồi tôi đi tìm mấy người dữ lắm mà không gặp. Bỗng nhiên hôm nay, thiệt là trời xui đất khiến mà. Anh tìm tôi để làm gì? Hỏi vậy mà hỏi được. Tôi nuôi con giùm mấy người 20 mấy năm nay. Mấy người có biết không chứ? Anh nuôi giùm con tôi. Chứ sao? Lúc đó mấy người khổ quá nuôi con không nổi, nên đem bỏ vào cô nhi viện. Tôi đến đó tìm mấy người, nhưng mấy người bỏ đi mất, nên tôi xin thằng nhỏ đem về nuôi để chờ ngày. Anh Năm, vậy rồi bây giờ con tôi ở đâu? Làm ơn dẫn tôi đi tìm nó đi anh Năm. Tôi cũng đã tìm nó lâu nay. Tôi thương, tôi nhớ con tôi lắm anh Năm mà. Thiệt là quá vô tình. Vô tình chi lắm vậy Mai? Tệ bạc chi vậy hả Mai? Cái gì mà kỳ vậy? Tự nhiên anh kêu ca than quán là sao? Bà có biết gì bà
mà tôi chịu hàm quan không? Họ ăn ốc mà bắt tôi đổ vỏ. Nhưng tôi cam mà chịu, bởi vì tại tôi lỡ yêu. Ngày xưa yêu bà tha thiết đậm đà, nhưng người già ta chẳng nghĩ đến tôi, bởi tôi cục xe. Chuyện ngày xưa tôi đã quên rồi, chẳng nên nhắc lại làm chi khổ đắng cay. Sao mà không cho tôi nhắc chứ? Sợ nhắc sẽ làm cho cái tình của chúng ta nó sống lại. Hay là sợ cái chuyện ngày xưa nó làm xấu đi cái văn vẻ cao sang đẹp đẽ của riêng bà. Ôi còn chi đâu, cô Quỳnh mỗi ngày nhìn cô cùng gánh chè rau trên đường phố, tôi ăn giúp cô chén chè đậu xanh mà nghe mát liệm trái tim. Thầm mơ một lúc liều trăng với hai trái tim son, được bàn tay cô dọn sẵn mâm cơm còn nóng hồi. Nhưng nào ngờ bà dội nhìn cao, cho nên bà bước lên xe ông chủ sang vào. Anh còn nói nữa, nếu hôm đó anh chịu cản tôi thì tôi đâu có lỡ khóc lỡ cười khi mang thai mà họ quất ngựa truy phong chứ. Lúc đó tôi còn muốn ăn cơm thì làm sao dám chỉ mặt ông chủ mình là tên đàn yếu, và làm sao tôi biết là bà có chịu tin hay không. Nhưng bây giờ bà trách thì cứ cho là tại tôi đi. Tôi sợ bị đói nên tôi phải đứng nhìn bà bị người ta gạt. Số phận của tôi phải bị người ta làm khổ nên khiến cho anh không dám hở môi. Nhưng rồi tôi cũng bị ông đuổi đi khi gia hòa du quan đã dùng tròn với bà. Trời ơi, thật là một kẻ sở khanh đã lừa gạt chữ tình còn nhẫn tâm bán rẻ. Bà không nuôi nổi con mình thì tôi nuôi nó trọn tình cùng mày. Vậy đó, cái tình của tôi là yêu người như thế đó. Anh Năm, cảm ơn anh đã cực khổ mà nuôi dùng con tôi đến lớn khôn. Bây giờ không cần biết cuộc sống anh ra sao, tôi cũng phải lo mà trả ơn anh. Nhất định là anh phải nhận. Nếu như anh nói là vẫn còn nghĩ đến mai, nghĩ nhiều lắm. Anh Năm, bây giờ mình già hết rồi. Anh coi nè, tóc tôi đã lốm đốm bạc, còn răng của anh cũng đã lung lai. Yêu rồi. Thôi bỏ đi. Anh Năm, bây giờ thằng con tôi nó ở đâu hả anh? Ở đây, gần đây thôi. Nó là thằng Long mà tôi kiếm đó. Hả? Cậu Long quen với Lệ Thanh đó phải không? Ờ, mà sao mà biết? Tôi có thấy nó một lần, hôm ở ngoài chợ trời á. Tôi tức lắm. Ai? Họ chứ ai. Tôi nói mà họ không tin. Anh nói họ mà họ ai chứ? Là ai? Thì cái thằng cha mắc dịch đã hại đời bà hồi xưa đó. Bà đi đến đó để giáp mặt với họ, để nói cho nó rõ cái chuyện này. Nếu cần
nói cho banh chành luôn cũng được nữa. Đi, bà đi với tôi. Anh Năm, anh đang xỉn, anh chưa có hết sai. Gặp ai á thì để ngày khác. Bây giờ tôi muốn gặp con tôi. Trước hết là phải gặp con tôi anh Năm mà. Nhưng nó đi mất rồi, biết đâu mà tìm. Khổ rồi Mai ơi. Bác đừng lo, cháu đã giữ liên lạc với ảnh rồi. Thiệt hả thế? À, mà hồi nãy con nói với cô Hai là con vừa gặp thằng Long. Con gặp nó ở đây phải không thế? Dạ phải. Bác lên đây, vậy bác ở đâu vậy bác? Con là Lệ Thanh nè bác. Ờ, cháu đó hả? Bác lên mấy bữa nay ở chung với thằng Long. Ở chung ở chỗ nhà nó mướn đó. Cháu biết nhà nó ở không? Ảnh chưa có dẫn cháu về chỗ ở của ảnh lần nào hết đó bác. Không dẫn là phải. Nó sợ cháu biết cái ổ chuột của nó. Trời ơi, chỗ ở của con tôi tồi tệ đến như vậy sao anh Năm? Cô muốn biết thì tôi dẫn cô đi cho cô biết. Nó y như cái hầm lò tăm tối vậy đó. Nó nhốt tôi ở trong á, như nằm ở trong cái hộp quẹt diêm vậy đó. Giờ này ở ngoài nắng chang chang, nhớ đến cái tôi không dám về đó. Thôi, cô làm ơn cho tôi tạm trú ở đây đến chiều mát nữa. Rồi tôi dẫn cô về đó cho cô biết cái chỗ của con trai cô nó ở nha. Long ơi, má có tội với con nhiều lắm. Má nuôi, má đừng có buồn. Rồi má sẽ có cơ hội bù đắp lại mà. Gặp được bác, anh sẽ vui lắm đó bác. Về lô hàng phế thải, cậu xử lý thế nào rồi? Dạ thưa giám đốc. Thưa ông. Sao lại ngập ngừng? Dạ thưa, tôi vừa coi lại hôm qua, số hàng đó đâu mất rồi. Hả? Có lẽ là bị trộm. Bị trộm? Dạ. Sao có thể là bị trộm? Trộm để làm gì? Ai trộm? Chỉ có người trong nội bộ, người trong hãng này thôi. Ai? Ai? Cậu có nghĩ ai không? Dạ thưa. Dạ thưa ông. Cô tới đây làm gì? Dạ thưa, anh gọi em. Không có anh em gì nữa hết trơn. Tôi gọi cô để báo cho cô biết á, kể từ nay cô khỏi tới nơi đây. Anh Phong, giữa chúng ta không còn nợ duyên. Cô có quyền mắc tình phải nhai và có quyền tìm việc khác làm ăn. Anh nói vậy là sao? Sao lại nhẫn tâm xua đuổi em cho em nghĩ việc? Anh nỡ đành quên nghĩa cuối chân. Lỗi lầm của em hứa không tái phạm. Cuối xin anh một lần thứ lỗi cho em còn giữ gì làm. Đừng có gian xin, cô gian ngoan lại ngoan cố vô cùng. Cô lấy tiền để làm gì? Hay là ngoại tình? Lấy tiền để cho trai. Không phải vậy đâu, cuối xin anh hãy tình. Ôi tôi không thể cầm lòng, chứng kiến chuyện này mà tim nhói lòng đau. Cô ăn cắp, rồi cô sợ, cô lo, cho đến nỗi cô bị sảy thai. Cô cũng biết tôi cần đứa con mà, tôi cưng chiều thai nhi như thế nào mà. Mà cô lại giết nó. Cô giết nó, cô biết chưa? Em biết tội của em nặng lắm, nhưng em lấy tiền của anh là em có nỗi khổ. Nỗi khổ gì chứ? Cô đã không còn nhân tính, từ nay dứt tình gạt lừa dơ vét, rồi tìm lối thoát mà ra khỏi nhà. Nè, cô đừng nghĩ tôi ngu để cô tỏa lòng đen tối. Cầu xin anh tha thứ cho em thề từ nay hết giả với anh, sống đời bên rồi em sẽ có thai, sanh cho anh một đứa con trai để anh hổ hỉ sớm mồm nói dõi tông đường. Thôi thôi, tôi không cần cô nữa, cô hãy đi đi. Tôi biết ngày nay tôi
bị cô dối lừa, tình ái là tại ngày xưa tôi ăn chơi trụy lạc gạt gẫm gái thơ ngây mà không có chút già chân tình, nên trời trả quà cho tôi khiến tôi phải xem cô như báu vật của mình, rồi cô lại xem tôi như món đồ rác rưởi chà đạp lên tấm tình chân thật của tôi. Cô đi ra khỏi hãng của tôi ngay và không được bước chân vô nhà tôi nữa. Tôi muốn được để tâm tư bình lặng nghiền ngẫm em gian xin làm chi nữa, ở đâu có mưu đồ có lợi dụng có đồng tiền ngự trị thì tình yêu đâu có cửa để gian chân. Cậu nói ai vậy ha cậu Hà Đông, hình như là cậu quan tâm đến cổ lắm à. Tôi chỉ nói chuyện đời nói tổng quá, nhưng thú thật là trước đây tôi đã để lòng yêu bạch nhưng tôi thua ông ở đây rồi nhiều à. Vậy thì bây giờ cậu có thể yêu tối rôn như cậu với cổ gặp nhau là xứng lứa, với lại tuổi tác của hai người không chênh lệch, tôi đã dứt đi rồi ai liệu cứ mặc ai. Trời ơi nhục nhã quá. Bạch Cúc, Bạch Cúc, ông thiệt là quá tàn nhẫn, ông quá nhẫn tâm mà. Bạch Cúc, Bạch Cúc chờ anh với, Bạch Cúc, Bạch Cúc. Vậy là xong. Alo, Nguyễn Long đó hả? Tôi đây. Phải, mời cậu lên văn phòng gặp tôi ngay. Phải, có việc cần. À, ngay bây giờ đó. Bạch Cúc, Bạch Cúc, chờ anh với. Cảm ơn anh đã lên tiếng binh vực em, nhưng anh làm vậy sẽ không tốt cho anh, ông sẽ đuổi anh nữa. Em đừng lo, kiếm người làm được việc như anh đâu phải dễ. Dù không làm ở đây, anh cũng sẽ có chỗ khác để làm mà. Anh chỉ lo cho em thôi. Bây giờ em định thế nào cho em đây? Em cũng không biết nữa. Hồi nãy em nói lấy tiền của ổng là có nỗi khổ, mà nỗi khổ gì anh có thể biết được không? Em cho anh Nguyễn Long mượn. Vậy là em lấy tiền của ổng để... Đừng hiểu lầm em anh Đông à. Từ lâu rồi chúng em đã xem nhau như bạn, không còn dân dương. Anh Long trọn chung tình với Lệ Thanh, mà anh số phận cũng nghèo. Em vì nghĩa ân ngài cố nên giúp giùm. Vậy thì em đâu phải người vô hậu, cũng có nghĩa tình sao trước cùng nhau. Anh cứ ngỡ em không làm tiền những kẻ giàu sang. Hà Đông ơi, thấy đồng tiền ai lại không sanh lòng tôi mất, huống chi em là
là một kẻ xuất thân từ trong chốn cơ bên. Thuở nhỏ gian nan, hột gạo em ăn không được trắng ngần. Với cảnh cùng khổ ở quê nhà những năm hạn hán, đi vét từng hột gạo rơi dãy ngựa xe. Vì vậy cái ham muốn nhất thời trong em đã trỗi dậy, nên cũng từng có ý lợi dụng ông Phong mà rất tâm lừa gạt ân tình. Nhưng khi bước chân vào nhà ông, em cảm nhận được ở bà Phong biết độ bao dung, và cái tình của ông Phong chân thật. Em đã xua đi cái ý đồ đen tối, nhưng không ngờ, không ngờ trời không dung tha cho kẻ sai lầm, khiến em phải mất đứa con, khiến cho ông Phong phải dứt tình xua đuổi. Đáng tội cho em, đáng tội cho em lắm mà. Đó không phải như lời em vừa nói, mà chính là trời đã dần xoay. Bạch Cúc em, ông Phong đã làm nhiều chuyện trái lòng nên trả qua, để ông biết ăn năn mà sám hối chuyện mình. Còn em thiếu suy nghĩ nên lỡ xa chân, nay biết hối hận đã quay đầu trở lại. Anh xin đoạn đường em nên chấp nhận đừng chán chường chuyện xưa. Anh tốt quá, em phụ anh vì tham tiền mà anh không khinh chê em, lại còn ra tay cứu vớt đời em nữa. Đừng khóc nữa em, chúng ta sẽ làm lại từ đầu, rồi mọi chuyện sẽ qua hết mà. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Cậu có biết Lô Hàng Hư đã biến mất không? Dạ biết. Theo cậu thì tại sao mất? Thưa, dược sĩ Đông nói là bị trộm. Dược sĩ Đông nói. Còn cậu, cậu không có nhận xét à? Thưa, tôi đồng ý với dược sĩ Đông. Nghĩa là cậu cũng cho là bị trộm à? Nhưng mà ai trộm? Người trong hãng hay là người ngoài? Chắc chắn là người trong hãng. Ai? Ai trộm? Cậu nghi cho ai? Tôi không nghi mà tôi biết. À, cậu biết à? Là ai? Là tôi. Hả? Cậu trộm? Cậu thẳng thắn gan dạ lắm. Tại sao? Vì tôi cần tiền để trả nợ. Như vậy cậu biết là cậu phạm pháp chứ? Thưa, tôi biết. Cậu cũng biết lô hàng đó đã bị hư, bán ra sẽ gây hại cho người tiêu dùng và làm mất uy tín của hãng chứ? Thưa giám đốc, lô hàng đó đã được sửa chữa và đã đạt chất lượng, nhưng dược sĩ Đông và tôi chưa kịp báo lên giám đốc. Tại sao mấy cậu muốn qua mặt tôi? Thưa, chúng tôi không dám, chỉ chưa kịp báo cáo thôi. Được rồi, nhưng cậu đã trộm, đã bán, tại sao cậu không yểm luôn mà lại thú thật? Thưa giám đốc, tôi muốn tập làm một con người trung thực. Người trung thực mà ăn trộm à? Thưa, bất đắc dĩ thôi, nhưng ít nhất tôi ăn trộm và dám thú tội của mình. Được, nhưng nếu tôi đuổi cậu và tố cáo cậu trước pháp luật? Thưa giám đốc, đó là điều tôi đang mong muốn. Ông ngạc nhiên lắm sao? Ông làm sao hiểu nổi ở trong tôi đang đớn đau cho một lỗi lầm tôi đã xây đắp tình yêu trong vấn đục của tâm hồn.
sang để được ông bằng lòng cho tôi đỉnh nước cùng Lễ Thanh. Khổ thay liên lụy đến bao người vì tôi mà tan tác thân danh, chung cuộc nào có xa gì lại xa vào cảnh tình ai bi. Giờ đây ăn năn và hối hận có xa chi ở chốn ấy tội tù để tìm quên yên ổn tâm hồn thì tôi càng cảm đổi ơn ông. Cơ bộ đã tới lúc cậu liều mạng rồi phải không? Thưa, cái đó không phải là liều mạng mà là muốn tự đày đọa thân mình để ăn năn và tìm quên lãng. Long này, cậu nghĩ thế nào nếu cậu đúng là con ruột của tôi? Điều đó thật là đáng tiếc và vô cùng đau khổ cho tôi. Hả? Tại sao? Còn sao nữa, nếu tôi là con của ông chủ thì tình yêu của tôi và Lễ Thanh kể như bị chôn sống, tức tưởi, thương đau. Nhưng bù lại, nếu là con tôi, con trai độc nhất của tôi, thì cậu được hưởng trọn tài sản. Doanh nghiệp của tôi không đủ cho cậu sao? Không có tài sản nào, doanh nghiệp nào mà đổi được tình yêu, nhất là tình yêu cao quý của Lễ Thanh. Hơn nữa, tôi không có hứng thú nào đối với gia tài của ông chủ. Cha tôi đã cho tôi biết toàn bộ tài sản của ông chủ là của cái sang đoạt trên tay của người vợ chung tình. Ông đã nhẫn tâm bước đi trên đau khổ của vợ mình. Trong tình nghĩa vợ chồng đã vậy, trong kinh doanh thì dùng nhiều thủ đoạn gian manh. Nào là thay mang trốn thuế, nào là cạnh tranh bức tranh của một gian thương, bóc lột nhân công thậm tệ. Thế mới biết trong tình trường gian dối thì cũng bất hảo trên chốn thương thường. Khốn nạn, thằng Lâm Bính này đã bịa chuyện để nói xấu tôi mà. Bịa chuyện à? Bịa chuyện làm sao được hả ông chủ? Chẳng lẽ cha tôi lại bịa cả chuyện về người đàn bà vô phước đã bị ông gạt gẫm rồi ruồng bỏ khi xưa, và khi bà ấy mang thai ông đã toan sang cho người khác. Người ấy là ông Năm Binh, cha tôi gọi là ông bán cái, bán luôn cái bào thai vừa mới tưởng hành. Cái bào thai ấy tháng ơi lại mang tên họ Nguyễn Long, nó đứng trước mặt ông đây để nhìn tình đời gian dối, để nghe cay đắng trong lòng cái kiếp phù sinh. Thằng Nam Bính, trời ơi, nó có bằng cớ gì đâu? Tại sao nó quả quyết cậu là con của tôi chứ? Nó có chứng minh được cái gì đâu? Tôi chứng minh ngay bây giờ đây. Ông chủ, ông chủ hãy nhìn người đàn bà này. Ông chủ còn nhớ ai đây không? Hả? Bà là ai? Ông chủ nhìn không ra. Cô Mai, cô còn nhìn ra ông giám đốc hãng mỹ phẩm này không? Nhìn ra rồi, ông Trần Phong chứ ai. Giám đốc hãng mỹ phẩm mà. Giám đốc sở chứ. Giám đốc sở gì chứ? Sở là sở khanh đó. Đúng, cô nhớ rồi đó.
Ông giám đốc, ông đã nhớ ra cô Quỳnh Thị Mai chưa? Nhớ rồi. Bây giờ thì tôi nhớ rồi. Quỳnh Thị Mai, Hoàng Mai, bây giờ là Hoàng Mai, mai vàng nắm cánh. Nhưng than ôi, chỉ vì tỉnh Sở Khanh vô lương bạc ác mà những cánh hoa mai đã rơi rụng đi rồi. Chỉ còn hai cánh phất phơ đói khổ ở trên đời. Mai vàng đành cảm bức ruột đem gửi đứa con còn đỏ hôn vào viên mồ côi. Rồi hai mươi mấy năm trôi nổi muốn tìm lại đứa con tôi, thề con thơ đã mất hút xa xôi. Để cho người mẹ khổ đau phải đêm tận đến nhỏ lệ muôn hàng. Tôi biết rõ hoàn cảnh của con nên tôi đến viện cô nhi sinh nó về luôn. Con của cô là cô Mai. Hãy viên với áo con ra để mẹ nhìn coi có phải. Trời ơi, đây là bớt son mà mẹ không bao giờ lầm lẫn. Anh Năm ơi, Nguyễn Long được con bây giờ thì con đã cao lớn, đã trưởng thành và quá tuổi đôi mươi. Từ nay con sẽ không bao giờ xa mẹ nữa. Mẹ sẽ ở bên con bù đắp lại những ngày qua. Mẹ nhìn con trẻ thiết tha, tiếc cho năm tháng phải xa con thờ. Mẹ con đoàn tụ rồi, coi như bổn phận tôi xong hen. Chưa xong đâu, anh chưa về được, chờ tôi. Còn gì nữa mà lưu với liếu. Mẹ con nói sao thì ba cứ làm theo lời đi mà. Vậy là tôi còn đường hơn ông rồi đó ông chủ. Bây giờ tôi về trước ở nhà hàng, tôi chờ mẹ con cô nghe cô Mai. Mình về luôn nha mẹ, còn ở đây chi nữa. Anh Long, cha nữa kìa, và còn em nữa, em khổ quá anh Long ơi. Lệ Thanh ơi, biết sao đây, khi người trai anh không mong mà vẫn đến. Chúng con đã biết thế nào là tình yêu mật ngọt, sau ba lại bài thi than cánh đau lòng. Lệ Thanh ơi, hãy bình tĩnh đi con, tình yêu của con vẫn còn nguyên vẹn. Vì con không phải là con ruột. Hai đứa vẫn trọn lời ước hẹn cùng nhau. Ba nói thiệt sao ba? Con không phải là con ruột của ba. Má con có biết chuyện này không ba? Không. Khi ba đến viện mồ côi để xin lại thằng Long thì nó không còn ở đó nữa. Tôi đã vớt nó rồi, đâu có còn đến tay ông. Đúng. Vì vậy cho nên ba mới xin đại con đem về, và nói gạt má con á, con là con của ba, để má con nuôi con đó. Tin ba đi con. Ông đã từng làm điều bậy bạ, lời nói đó ai mà tin. Trời ơi, tôi đã xuống nước rồi mà, còn muốn ép chết tôi làm sao chứ? Tôi đâu phải là con thú mà tạo cảnh loạn luân chứ.
quyển nhật ký này của ba má vừa tìm được. Không ngờ con lại không phải là con của ba. Ba nói thật đó, con tin ba đi. Tin ba để mà tiếp tục cuộc tình với Nguyễn Long. Má, từ bấy lâu nay con vẫn tưởng mình là máu thịt của ba với má. Bây giờ vỡ lẽ ra con lại là đứa trẻ mồ côi. Con là trẻ mồ côi nhưng vẫn đủ tình mẹ cha. Ba và má sẽ thương con. Suốt đời này con vẫn là con của ba má. Ông à, từ nay xin ông hãy tu tâm dưỡng tánh mà sám hối chuyện xưa, sống bên con mà an hưởng tuổi già. Năm tháng sau này tôi không còn ở bên ông. Má, má nói gì vậy má? Má định đi đâu? Lời chân thật để mình được vui lòng mà ở lại cùng tôi. Giờ sáng mắt ra mới thấy mình chính là chỗ dựa của tôi. Vì mình đã chịu đựng để cho tôi vươn lên cùng xã hội. Vậy mà tôi không biết trân trọng tạo nhiều khổ đau cho ta. Tình cảm của má nên ngày nay má mới ra đi. Con à, má ra đi không phải vì ba không tôn trọng má, mà má vì một lý do riêng. Tôi biết mình chẳng có lý do riêng, mình nói như vậy là để cho tôi đừng ân hận. Chứ tôi là kẻ đã gây ra nhiều tội lỗi, lợi dụng để đoạt cả gia tài của ông và mình hồi đó để lập thân. Đúng, đúng là ông đã ôm trọn gia sản của nhà tôi, nên tôi đối với ông từ đó đến giờ không có cái tình ân ái. Tôi buộc phải chịu chung sống là vì đường trần trớ trọi. Những hẹp hòi với những điều kiện ông đưa ra cũng chỉ là muốn được yên thân yên phận. Để nhìn thấy di sản của tôi còn tồn tại, giờ tôi yên lòng mà dứt áo ra đi. Vậy ra từ đó đến giờ bà vẫn oán hận và không chịu tha thứ cho tôi. Vậy mà tôi cứ tưởng bà hiểu mà thông cảm. Tôi hiểu chứ, tôi cũng thông cảm lắm chứ. Cha tôi gạt người
nên bị người hại. Ông làm kẻ ngư ông đắc lợi thì tội gì không ôm trọn của cải vào mình. Nhưng ông đứng nhìn cha tôi bị chết thảm thương mà không tìm cách ra tay cứu giúp, tôi đau đớn lắm. Nhưng rồi ngày tháng trôi qua, tôi dần hiểu được nhân quả tuần hoàn, ai tránh được sự trả dai. Biết vậy sao bà không thông cảm cho tôi? Tôi không làm được chuyện này. Vì vậy nên bây giờ nuôi con Thanh khôn lớn. Ông đã biết hồi tâm, rồi ông tìm được đứa con trai. Nguyễn Long sẽ cùng Lệ Thanh giúp ông mà cai quản công ty. Cái di sản của tôi từ đây sẽ phát triển bằng con đường lương thiện. Vậy là tôi yên lòng rồi, còn gì mà bận biểu nữa. Bà ơi, bây giờ rõ được nhau, bà đành lòng bà bỏ tôi bà đi sao bà? Bà, tôi khóc nè bà. Ông đừng khóc. Nên để tôi đi với con đường tôi chọn. Đến con đường này, tôi báo hiếu với cha tôi. Tôi thay người tu niệm để cho cha tôi được siêu thoát ở cõi vô hình đó ông à. Má, đành bỏ cô sao má? Rồi sau này cô làm sao? Không có má, cô sẽ bỡ ngỡ lắm trên đoạn đường đời dài thăm thẳm. Con à, con đừng có khóc. Con sẽ có con đường của con, sẽ làm vợ rồi làm mẹ. Cái gương má con hứa noi theo. Con nè, con có làm được không con? Má, con nhất định làm được. Con sẽ xem má là tấm gương để noi theo đó mà làm người cho đúng hướng, cho má vui, là cách để cho con trả hiếu cho má đã nuôi con cực khổ. Vậy là được rồi. Bây giờ má phải đi. Má, bà bỏ tôi hả bà? Bỏ đi thiệt rồi, làm sao đi hả ba? Đành vậy thôi con. Ý trời. Why?